Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay thì em test các sản phẩm để lên đường cho các bác nha. Thì hôm nay em về cũng hơi trễ nha. Hôm nay chưa làm được test cái clip test đôi 301 Series 4 màu đỏ cho bác khách nè. Sang ngày mai em sẽ làm cho bác là đóng gói gửi luôn này. Và trước tiên hôm nay thì em sẽ test con Amri đàn Luckman 88 single. Thì con này nó là đời cao nhất trong cái đời này anh em nhé. Đây là con đầu tiên, thì con đầu tiên là con Luckman 88 đã có chủ về Đồng Nai. Con thứ hai là con 38 single cũng đã có chủ về Hà Nội, và con Lukit A1033 cũng đã có chủ về Hà Nội. Thì em đang để trên kệ, em sẽ làm xong em test gửi cho các bác hết nha. Đấy, cũng thành thật cảm ơn các bác rất nhiều vì hàng em mới vừa về thôi. Trong khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ thì đã ba con Amri đàn đã lên được, chỉ còn lại một con là 30S thôi. Đây, còn lại con 30S này thôi. Đó. Giờ ngày hôm nay ngày mai công việc em cũng hơi bận nên không có làm clip nhiều được cho anh em, chỉ có hàng về. Đấy. Và hôm nay thì em sẽ test con Amri đàn Luckman 88 single cùng với đôi loa BVK 803 D3 siêu lướt siêu đẹp. Nguồn phát là đầu CD Acouphase DB410. Thì hôm nay em dùng những cái sợi dây dẫn rất là rẻ tiền thôi, rất là đơn giản so với cái bộ này. Dây loa thì em chỉ lấy cặp Vanahui CS122 thôi, rất là rẻ. Và dây AV thì là dây nọt đót màu trắng, anh em thấy không? Đó. Rất là đơn giản thôi, chất âm rất là tuyệt vời. Đó. Đây, ở đây thì em chỉ còn một duy nhất là một cặp van đầu huy Magnum MK2 nguyên hộp shop đây. Đó, 12 triệu nha. Anh em nào yêu về phone ngay cho em nguyên hộp, còn một cặp thôi. Đấy. Đánh phải gọi là cái chất mình không có nghĩ được anh em. Bass rất là sâu và rất là mềm. Dãy trên thì rất là tuyệt vời luôn. Mình không có cảm nghĩ được là con này đánh đôi về 803 tuyệt vời đến như vậy. Đấy. Đó. Con này còn tuyệt đẹp anh em nhé. Đó, tuyệt đẹp luôn. Bên trên này. Anh này nhôm phay luôn nè. Đó. Nhôm phay mà nó là nguyên khối, trên đây lại đục lỗ anh em thấy không? Này là CNC làm mới được. Đấy. Tuyệt đẹp anh em nhé. Anh em thấy cũng vào là cầm AV mà bạc nha. Rồi. Rồi em sẽ mời một bản nhạc. Mở lại bài này anh em nghe nha. Rồi. Thank you.
青春梦一场，珍惜相聚的时光，趁着年少不痴狂，独自闯荡。就算月有阴和缺，就算人有悲和欢，谁能够不扬梦想这张帆？珍惜为我流的泪，珍惜为你的岁月，谁能无动又无衷这般珍贵？明天还有云要飞，留着天空陪我追，无怨无悔也是人生一种美。至少烦恼多，经过我情深意浓缘分薄，谁说青春不能错，情愿热泪不低头，珍惜曾经拥有曾经牵过手，珍惜青春梦一场，珍惜相聚的时光，趁着年少不痴狂，独自闯荡。就算月有阴和缺，就算人有悲和欢，谁能够不扬梦想这张帆？珍惜为我流的泪，珍惜为你的岁月，谁能无动又无衷这段珍贵？明天还有云要飞，留着天空陪我追，无怨无悔也是人生一种美。珍惜为我流的泪，珍惜为你的岁月，无怨无悔也是人生一种美。Rồi, rất tuyệt vời anh em nha, rất là tuyệt vời luôn. Một âm ly lèn Luckman 88, đánh cặp BVK 803D3, rất là tuyệt vời. Chất âm high end cao cấp nha. Và tới đây thì em xin kết thúc clip để test những con sản phẩm khác. Và xin cảm ơn em rất nhiều. Ở đây thì có 803D3 này, những con Acuphase này, 405, Rebound, CD. Đây, anh em yêu sản phẩm nào hãy phone ngay cho em nhé. Xin cảm ơn em.